Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là pin của điện thoại LG Stylus 2, có tên mã là BL45B1F với dung lượng 2900mAh. Đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi vàng gặp lỗi sự cố liên quan điện thoại LG Stylus 2 LG K520DI bị lỗi pin phồng rộp, pin không lên điện, khởi động mãi không lên. Quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn pin của điện thoại LG phục vụ quý hàng. Riêng đối với pin của LG Stylus 2 mã BL45B1F thì chúng tôi luôn có sẵn. Quý hàng chỉ cần mang máy qua là có thể mua được pin của LG ở Stylus 2. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý hàng có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Từ quý hàng đặt hàng pin LG Stylus 2 tại di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển pin này đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang triển khai tại di động cao cấp.vn.